Bài nữa đi con, hát bài nữa đi con. À, mày mời cô em xin. Xin hát bài nữa coi, hát hay quá mà. Cảm ơn tiếng hát của con. Và để tiếp nối chương trình văn nghệ thì Ngọc Trinh cũng xin trân trọng kính mời tiếng hát của anh ba nhà hát.